Hôm nay có một bạn 30m booty gạ 1v1 với mình và mình đã đồng ý. Combo của bạn ấy là combo Sen V2 cộng Dragon Talon cộng Yama nha. Ngay từ 1v1 với bạn này mình có cảm giác là sẽ thua vì mình chưa bao giờ đánh bại một bạn 30m booty cả. Combo. Vì bạn này 30m booty nên mình combo không đai. Bạn này yếu lắm rồi. Đúng thật, mình đã thua. Bạn này cũng muốn lên top nên mình cũng cho bạn lên nha.